sông ta gấm hoa trời bao la, còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha, khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam tứ phủ vạn linh. Tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, chầu ba cao sang rối đến các hoàng. Thánh cô thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình. Tình người nguyện ghi nhớ trong tim, chắp tay lạy mẫu người anh linh, chúng con ngàn đời số tôn vinh. Mẫu yêu thương phuồng phù chờ che nó ấm an bình, nhất tâm thiện sáng đồng thành cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao, gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh.
Xuyên ai kia là anh hai
Kính thưa ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu tỉnh Nam Định. Kính thưa ông Vũ Hồng Phong, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định kiêm Chánh Văn phòng của tỉnh hội. Kính thưa ông Doãn Sinh Nam, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, kính thưa các thanh đồng thủ nhang, đạo quan bản hội, tín đồ đạo mẫu cùng toàn thể nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm đón bằng UNESCO vinh danh nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thực hiện chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt huyện Hải Hậu, được sự đồng ý chỉ đạo của Thường trực Hội Di sản Văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu tỉnh Nam Định, sự nhất trí cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, cấp ủy chính quyền địa phương xã Hải Anh. Hôm nay trong tiết trời cuối thu mát mẻ, mây sáng trời trong, Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Thờ mẫu huyện Hải Hậu phối hợp cùng Ban quản lý di tích đền mẫu xã Hải Anh tổ chức giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt mở rộng gồm ba huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường. Về dự buổi giao lưu hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý. Về đại biểu trung ương, xin trân trọng giới thiệu ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về đại biểu của tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu tỉnh Nam Định. Ông Vũ Hồng Phong, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Nam Định kiêm Chánh Văn phòng tỉnh hội. Ông Doãn Sinh Nam, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Về đại biểu của huyện Hải Hậu, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu. Ông Trần Quang Huệ, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hải Hậu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về đại biểu huyện Giao Thủy, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tình, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Giao Thủy. Ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu huyện Giao Thủy. Về đại biểu huyện Xuân Trường, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Thức, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu tỉnh Nam Định cùng các vị đồng đề thủ nha của huyện Xuân Trường. Về đại biểu huyện Hải Hậu, xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Di sản tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu huyện Hải Hậu, trưởng ban tổ chức buổi lễ, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Đình Mậu, ông Nguyễn Văn Kiên, ông Bùi Đức Hiền, bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu huyện Hải Hậu. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Thị Lai cùng các vị trong ban chấp hành hội, trưởng các nhóm Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu huyện Hải Hậu đã có mặt, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu xã Hải Anh, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Anh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Anh, ông Nguyễn Vũ Quang Hội, trưởng Công an xã Hải Thanh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ còn có các vị đại diện cấp ủy ban công tác mặt trận xóm 3 và xóm 4 xã Hải Anh, ni trưởng Thích Đàm Tiến, ni sư Thích Đàm Mận, đại diện cho các bản tự trên địa bàn xã Hải Anh, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ban tổ chức đền mẫu xã Hải Anh, các thanh đồng đạo quan, hội viên Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ mẫu huyện Hải Hậu cùng các tín đồ Phật tử và toàn thể nhân dân đã có mặt tại buổi lễ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ người Việt huyện Hải Hậu năm 2022, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các quý vị,
Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếp chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ nhân ưu tú Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Tỉnh hội, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu huyện Hiệu, trưởng ban tổ chức buổi lễ, lên khai mạc buổi giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt huyện Hiệu năm 2022. Xin trân trọng kính mời nghệ nhân. Kính bái anh linh Đức Thánh Mẫu, kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý, thưa quý hội viên cùng toàn thể nhân dân. Như chúng ta đã biết, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được Ủy ban Liên Chính phủ và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Trước đó, năm 2012, nghi lễ chầu văn của người Việt tỉnh Nam Định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự vinh danh của UNESCO là niềm vinh dự lớn đối với dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh Nam Định với vai trò là trung tâm nơi phát tích của di sản thờ mẫu đã đại diện cho các tỉnh trong cả nước có di sản tín ngưỡng thờ mẫu hiện diện, tổ chức đón bằng ghi danh di sản trên. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam cũng đã có những cam kết rất cụ thể nhằm bảo vệ và phát huy giá trị to lớn của di sản quý báu này. Thưa quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu là tín ngưỡng bản địa, ra đời trên nền tảng thờ nữ thần, bảo hộ cho cư dân nông nghiệp, nhằm đề cao vai trò của nữ giới, tôn kính sự hiếu đạo, thủy chung, ca ngợi công cao đức cả của người mẹ, thể hiện khát vọng giải phóng phụ nữ nơi trần thế. Các nhân vật được thờ cúng đa phần đều là các anh hùng dân tộc có công lao với dân, với nước, được nhân dân ta bao đời tôn vinh, thờ phụng và tri ân. Trải qua nhiều thế hệ, ông cha ta đã sáng tạo ra các nghi thức thờ cúng tiêu biểu như hát văn, hầu đồng, rước mẫu, thỉnh kinh và nhiều hình thức khác mang đậm ý nghĩa nhân văn, hàm chứa nhiều giá trị nghệ thuật. Việc Ủy ban dân tỉnh Nam Định cho phép thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt tỉnh Nam Định đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi quy tụ các thanh đồng, thủ nhang, hát văn là những nhân vật chủ thể của di sản thờ mẫu, quy tụ được sự đoàn kết trong cộng đồng, góp phần học hỏi, trao truyền, kế thừa và phát huy những di sản tốt đẹp mà tiền nhân đã để lại, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về di sản thờ mẫu Tam Phủ. Hôm nay, tại khu di tích lịch sử văn hóa xã Hải Anh, nơi được coi là cội nguồn văn hóa của huyện Hải Hậu, hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và kỷ niệm 5 năm UNESCO ghi danh thực hành tín ngưỡng Tam Phủ của người Việt, chúc mừng Hội Di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu huyện Hải Hậu đã có những nghệ nhân được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú. Hội Di sản Thờ Mẫu huyện Hải Hậu rất vui mừng, phấn khởi được đón tiếp quý vị lãnh đạo Cục Di sản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, lãnh đạo tỉnh hội, quý đại biểu đại diện cho các ban ngành huyện Hải Hậu và các huyện bạn, quý đồng đền, thủ nhang, thanh đồng, huyện Giao Thủy, huyện Xuân Trường. Đặc biệt được sự quan tâm của quý lãnh đạo địa phương xã Hải Anh và nhà đền sở tại, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, quý hội viên, cầu nguyện quốc gia thịnh vượng, xã hội hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng dân cát khánh, chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc giao lưu thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn bài khai mạc của nghệ nhân ưu tú Vũ Thanh Bình, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu huyện Hải Hậu.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Lê Văn Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hải Hậu đã về dự để kính chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Tiếp chương trình, ban tổ chức chuyển sang phần làm công tác từ thiện của hội. Căn cứ vào cái danh sách đề nghị của đền mẫu xã Hải Anh thì chúng tôi xin công bố danh sách 31 vị được nhận quà từ thiện của hội di sản tín ngưỡng thờ mẫu huyện Hải Hậu năm 2022. Một là Đào Thuận Phong, xóm 1, xã Hải Anh. Hai là Hoàng Thị Ngọc Lam, xóm 1, xã Hải Anh. Ba, Đào Thị Anh Thư, xóm 2A, Hải Anh. Bốn, Đào Văn Khôi, xóm 2A, Hải Anh. Năm, Nguyễn Văn Luận, xóm 2B, xã Hải Anh. Sáu, Nguyễn Ngọc Khánh Linh, xóm 2B, xã Hải Anh. Bảy, Vũ Thị Thừa, xóm 3, xã Hải Anh. Tám, Nguyễn Thị Huyền, xóm 3, xã Hải Anh. 9. Trần Vũ Anh Thư, xóm 3, xã Hải Anh. 10. Trần Thị Nga, xóm 3, xã Hải Anh. 11. Nguyễn Quốc Khánh, xóm 3, xã Hải Anh. 12. Nguyễn Tiến Đạt, xóm 4, xã Hải Anh. 13. Hoàng Văn Quý, xóm 4, xã Hải Anh. 14. Nguyễn Chí Công, xóm 4, xã Hải Anh. 15. Nguyễn Quốc Khánh, xóm 4, xã Hải Anh. 16. Khuất Khánh Ly, xóm 5, xã Hải Anh. 17. Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thu Thương, xóm 5, xã Hải Anh. 18. Nguyễn Anh Sáng, xóm 6, xã Hải Anh. 19. Hoàng Mạnh Đạt, xóm 6, xã Hải Anh. 20. Nguyễn Tiến Đạt, xóm 7, xã Hải Anh. 21. Nguyễn Phương Thảo, xóm 7, xã Hải Anh. 22. Vũ Viết Hạt, xóm 9, xã Hải Anh. 23. Nguyễn Thị Loan, xóm 9, xã Hải Anh. 24. Vũ Thị Mai Phương, xóm 10, xã Hải Anh. 25. Vũ Văn Khá, xóm 10, xã Hải Anh. 26. Vũ Duy Phong, xóm 10, xã Hải Anh. 27. Nghiêm Thị Vinh, xóm 11, xã Hải Anh. 28. Phạm Thị Thu Hà, xóm 11, xã Hải Anh. 29. Vũ Thị Hà, xóm 12, xã Hải Anh. 30. Trần Văn Linh, xóm 12, xã Hải Anh. 31. Lương Văn Phong, xóm 12, xã Hải Anh. Để đảm bảo cho việc trao tặng quà thì chúng tôi sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 gồm Đào Thuận Phong, Hoàng Thị Lan, Đào Anh Thư, Đào Văn Khôi, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Ngọc Khánh Ninh, Vũ Thị Thừa, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Anh Thư, Trần Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Quốc Khánh và Khuất Khánh Ly. Mời các vị lên trước khán đài để chúng ta nhận quà. Và xin trân trọng kính mời. Ông Đặng Đình Mậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Di sản Văn hóa. Và ông Lê Hồng Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hải Hậu sẽ nên tặng quà cho các thông quỷ đã được nhận trong danh sách chúng tôi vừa thông báo. Đợt 2 là Nguyễn Thu Thương, Nguyễn Anh Sáng, Hoàng Mạnh Đạt, Nguyễn Tín Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Vũ Viết Hạc, Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Mai Phương, Vũ Văn Khá, Vũ Duy Phong, Nghiêm Thị Vinh, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Thị Hà, Trần Văn Linh, Lương Văn Phong. Lên trước các bạn, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Di sản Tín ngưỡng thờ mẫu huyện Hải Hậu.
xin trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Anh lên để tặng quà. Sau đây là đến phần tặng hoa chúc mừng buổi giao lưu. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thư, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Người Việt tỉnh Nam Định có tặng hoa để tặng chúc mừng buổi lễ. Và xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu huyện Hải Hậu lên nhận hoa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thư. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Quang Huệ, Phó Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hải Hậu thay mặt cho đoàn lãnh đạo huyện đến tặng hoa. Và xin trân trọng kính mời ông Bùi Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Di sản lên nhận hoa. Nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Quang Dạ. Tiếp chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thanh thay mặt cho lãnh đạo địa phương lên tặng hoa chúc mừng. Và xin trân trọng kính mời ông Bùi Đức Hiền lên nhận hoa. Giới thiệu và kính mời ni sư Thích Đàm Mận, chủ trì chùa Phúc Lâm lên tặng hoa chúc mừng. Và xin mời ông Bùi Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội lên nhận hoa. Thờ mẫu và tham gia nghi thức thờ mẫu hôm nay là có 6 thanh đồng. Sau đây xin trân trọng kính mời các thanh đồng về trước khán đài để nhận hoa chúc mừng. Và xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Nông Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tặng hoa cho các thanh đồng. Xin mời các thanh đồng đứng qua khẩn trương về trước khán đài. Xin trân trọng kính mời ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tặng hoa cho các thanh đồng.
chào mừng ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Long Quốc Thành. Xin mời các thanh đồng chúng ta để làm công tác chuẩn bị. Trước chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tín ngưỡng Thờ Mẫu huyện Hải Hậu lên điều hành chương trình thực hiện nghi mẫu. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các hội viên, xin kính mời cậu Hiền điều hành chương trình và cô Hằng chúng ta chuẩn bị làm công tác để lướt các thanh đồng sang bên phủ mẫu để chúng ta thực hiện. Ban tổ chức đề nghị tất cả các vị điều hành cái chương trình chú đường để lướt các thanh đồng sang để làm nhiệm vụ.